Lạc quan tát sát cha tỉnh mồ dư cha quan được tam mồ Di la quán ta Di la tác sa cha di nô Vô cha quán sa sa tăng chi huê Đục si lô a sa ma hi tô Ê ca hăng chi vi tăng phải vô Si la quang tác tác giả mô Dầu sống 100 năm Em thì định Tốt hơn sống một ngày Trì giới tu thiền À, Pháp lời này của Hòa Thượng Thích Minh Châu Năm sống có ích gì Buông lung phóng vật Ác tri ác tà Một ngày trong cõi Người ta Giới định Thiền tuệ thật là tốt hơn Và câu thơ này của Hòa Thượng Giới Đức Và tự nhiên đã đọc xong Dạ, bây giờ xin cảm mít lại Xích Nhật Quỳnh. Dạ, tự nhiên mới vào cho nên cũng không biết người nào trả bài chưa. Cho nên là tự nhiên xin xuống Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ tại viên. Nam mô Bụt Thầy, dạ. Dung Nguyễn có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Phố Biển có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Cô nghe Pháp có kệ kinh được không? Dung Nguyễn nghe phải không? Dung Nguyễn nghe bây giờ Dung Nguyễn có thể cầm mic không? Dạ cảm ơn cô Tệ Duyên. Dung Nguyễn có thể cầm mic không? Dung Nguyễn. Cho Nhật Quỳnh một tín hiệu rồi mời Dung Nguyễn nghe. Dạ, con xin kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Và con kính đảnh lễ sư Minh Hạnh, sư Tuệ Nhẫn, quý cô tu nữ và các cô trong đạo tràng. Và con xin ôn lại bài Pháp Cú 110. Giờ cha quá xá xá tăng chi quê đôi xích lô á xá ma hí tô e căng hàm chí quý tăng xây dô si la quá tá xá cha dí mô giờ cha quá xá xá tăng chi quê đôi xích lô á xá ma hí tô e căng hàm chí quý tăng xây dô xí lá quá tá xá trà di nô do cha quá xá xá tăng chi quê đức xì lô á sa ma hí tô e căng hàng chí quý tăng xây dô xì la quá tá xá trà di nô dầu sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền bản dịch của hòa thượng Thích Minh Châu dạ con xin kệ con Giờ cha qua xa xa tăng chi quê đôi xì lô á xa ma hi tô e căng hàng chi quy tăng xây dơ xì la qua ta xa cha di nô Giờ cha qua xa xa tăng chi quê đôi xì lô á xa ma hi tô Ê ca hành chi quy tăng xây dựng Xì la hoa ta xa cha di nô
cha quá xa xa tan chi quê rồi sẽ lỡ a xa mai tờ ê can chi quý tông xây dơ xa la quá ta xa xa gì nơ chân đông sống có ích gì buông lung phóng dật ác chi ác tà. Một ngày trong cõi người ta, giới thiền định tuệ thật là tốt hơn. Và bản dịch của Hòa Thượng giới đức. Và con xin kính chào và con xin gửi mít lại cho đạo tràng. Dạ, con thấy gần hết giờ rồi nên tranh thủ giơ tay. Đức Phật pháp ân đức tăng con tọa minh minh cùng tôn đức tăng đang hiện diện trong đạo tràng, con kính lễ quý bà quý cô tu nữ thăm má cha rí, cô tu nữ tỳ duyên. Và con kính chào đạo tràng, cho con xin trả bài câu pháp cú số 110. Yo cháu quát sa sa tăng chi quê đút si lô á sa ma hí tô e ca hăng chi quý tăng say yo si lá hoàn tát sa cha dí nô yo cháu quát sa sa tăng chi quê đút si lô á sa ma hí tô ê ca hằng chi ví tăng say vô si la hoàn tát sa cha dí nô vô cháu quát sa sa tăng chi về đốt si lô sa ma hí tô ê ca hằng chi ví tăng say vô si la hoàn tát sa cha dí nô giàu sống 100 năm ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trăm năm sống có ích gì, buông lung phấn dật ác tri ác tà. Một ngày trong cõi người ta, giới định thiền tuệ thật là tốt hơn. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ con đã trả bài xong, con xin gửi biết lại đạo tràng ạ. Sa thủ kính cảm ơn phổ biển nguyên nhân rất là nhiều tranh thủ trả bài. Nam mô Bích Thai giá, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Thanh Tâm Đại Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức vừa quan năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ, Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn trần đạo cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu sa thủ lành thai. Nhật Quỳnh kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên, phổ biển nguyên nhân Dung Nguyễn, cô Ái Minh xích trần đạo đã hoan hỷ lên kệ kinh. Dạ bây giờ thì Nhật Quỳnh kính mời Thích Trần Đạo đưa bàn tay của mình lên để thay mặt đạo tràng cung thỉnh pháp sư sa thủ lành thai, mời Trần Đạo. Dạ nam mô Phật Thầy giá, nam mô Thanh Ma giá, nam mô Sơn Khai giá, con kính lãnh lễ thượng tọa Thanh Tâm Đại Đức Pháp Tính Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư tôn đức tăng, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào quý anh chị trong đạo tràng. Con xin thỉnh pháp sư ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ramma chaloka dipati sahang bati katang chali anthi warang aya chatha Santi tha satappa ra chap kha cha tika de se tu tham mang anu kam bi mang bacang Satthamma bairin vinayang cha kayang sutang cha bandang abitham macam mang Ako tayang to satusak cha dang dang Babo thanayye barisa jamanche.
Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng nghỉ hơi, biết lòng mở đạo dạy đời, nhắm giường lọc giả ngày giờ chơn sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm, cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tích rõ ràng, thỉnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi, chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Dạ, con đã thỉnh pháp sư xong ạ. Dạ, con xin dâng mít cho đại đức Pháp Tính ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn Thích Trần Đạo đã hoan hỷ thỉnh pháp sư. Dạ, Nam Mô Bích Tha giá, dạ con xin sám hối với đại đức Minh Mẫn, con xin thay mặt đầu tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp quốc kinh 111. Dạ, bữa nay sư có tới 3 kỳ dạy lần sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính chúc đầu tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư. Dạ, sa thú lành thay kính tri ân Thích Nhật Quỳnh. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Dạ, kính đảnh lễ Thượng Tọa Thanh Tâm, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Hiện Diện. Kính chào quý bà, quý cô tu nữ, thân chào chư Phật tử. Dạ rồi, được rồi. Chắc giờ nghe rõ rồi ha quý vị ha. Dạ. Dạ, Sít Nhật Quỳnh khi nãy nghe Sít nói gì đó, sư có 3 cây gậy mà sư cũng không có hiểu lắm. Ba cây gậy à, là học câu kệ pháp cú ba cây gậy. Dạ rồi. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ pháp cú ba cây gậy. Dạ, là ba số một. Ở trong câu kệ pháp cú số 111 này, chúng ta sẽ học ba phần giống như các buổi do chúng tôi giảng. Đầu tiên chúng ta học về ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Thứ hai chúng ta học về duyên sự. Và thứ ba chúng ta học về ý nghĩa của câu kệ. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này 2 lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi. Đoạn thứ nhất của câu kệ. Dù cháu quá sa sa tăng chi quê. Dù cháu quá sa sa tăng chi quê. Đoạn thứ hai. Đúc bành nhô asa ma hi tô. Đúc bành nhô asa ma hi tô. Đoạn thứ ba. E ca hằng chi quý tăng xây vô. E ca hằng chi quý tăng xây vô. Và đoạn thứ tư, đoạn cuối cùng. Panya wantasa cha di no. Panya wantasa cha di no. Dạ, alo quý vị còn nghe chúng tôi không? Dạ, sa thủ kính nghe tri ân. Tại chúng tôi thấy sau cái room đứng im, tưởng đâu là chúng tôi rớt mic gì rồi. Rồi vậy chúng ta sẽ tiếp tục. Bây giờ chúng ta bước sang tìm hiểu ý nghĩa từ vựng của đoạn thứ nhất. Đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có 3 từ.
Từ đầu tiên vô là người nào? Từ thứ hai chá, đây là một liên từ có nghĩa và. Từ thứ ba quá xá xá tăng. Mấy cái từ này nó rất là quen đối với chúng ta rồi, thành ra chúng tôi sẽ đi rất là nhanh. Quá xá xá tăng là 100 năm. Từ thứ tư chi quê, chi quá tí, chia theo khả năng cách ngôi thứ ba số ít, thành ra nó có cái hình thức là chi quê. Khả năng đó thì trong tiếng Anh người ta thêm cái khiếm khuyết động từ can, thành ra mình dịch ra là có thể. Chi quá tí là sống, chi quê là có thể sống. Chúng ta bước sang đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có hai từ, từ đầu tiên đúc banh nhu. Đây là một hợp từ chúng ta tách ra đú cộng với là banh nhu. Đú thường mình dịch ra là ác liệt, còn banh nhu là trí tuệ. Thì đúc banh nhu là ác tuệ hay là liệt tuệ. Từ tiếp theo mahito, đây cũng là một hợp từ chúng ta tách ra á cộng với là samahito. A là một phủ định từ không. Samahito là tâm định hay là định tâm. Vậy thì asamahito đó là không có định, không có định tâm. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có ba từ. Đây là các cái từ ngữ rất là quen thuộc đối với chúng ta rồi, thành ra chúng tôi cũng xin được đi nhanh hay quý vị ha. E ca hăng là một ngày. Chi quý tăng là chi quý tá. Đây là một cái quá khứ phân từ. Chi quý tăng đó là một cái tính từ, nó bổ nghĩa cho e ca hăng. Chi hăng là được sống. Ê ca hăng chi quý tăng là một ngày được sống hay là sống một ngày. Xây vô đây là tính từ tốt hơn, đẹp hơn, cao cả hơn. Chúng ta bước sang đoạn thứ tư. Đoạn thứ tư chúng ta thấy gồm có hai từ. Từ đầu tiên panya wan tassa là panya wan tu, mà chia theo cách thứ tư hoặc là cách thứ sáu. Ở đây đó là cách thứ sáu, tức là đời sống một ngày của panya wan tassa là panya wan tu là có trí tuệ. Thì ở đây là tính từ cho nên chúng ta hiểu đó là người có trí tuệ. E ca hăng chi vị tăng panh nhã quan tá sát là đời sống một ngày của người có trí tuệ. Xây vô hô tí thì tốt hơn. Rồi là e ca hăng chi vị tăng cha dĩ nô xây vô hô tí là đời sống một ngày của người có thiền định thì tốt hơn. Panh nhã quan tá sát là của người có trí tuệ. Cha dĩ nô là của người có thiền định. Rồi bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi. Và từ liên từ và ở đây đó mình hiểu đó là nó có liên đới với các cái câu kệ ở trước. Thành ra đó là nếu mà dịch độc lập đó thì chúng ta có thể không có cần thiết phải dịch cái liên từ và này. Vô người nào, chi quê, có thể sống, quá sức tăng 100 năm,
Duppanyo mà không có trí tuệ, Asamahito mà không có thiền định. Cái chúng ta thêm một cái từ nối vô là thì, thì ekahang chi quy tăng panya quan tát sát, đời sống một ngày của người có trí tuệ. Tha di nô của người có thiền định, xây vô thì tốt hơn. Và đó là chúng ta căn cứ theo cái văn phạm rồi dịch văn xuôi đó, là như vậy. Còn ngài hòa thượng Thích Minh Châu đó thì ngài dịch theo thể kệ. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng cùng với việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 111. Đồng thời câu kệ này cũng có thêm hai bản dịch là bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu và bản dịch của ngài hòa thượng Thích Minh Châu là: ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tuệ tu thiền định. Kính tri ân Sít Ái Minh đã hỗ trợ phần post bài đánh máy để bà con chư Phật tử chúng ta cùng theo dõi kịp được phần chiết nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ Pháp Cú số 111. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư. Dạ, theo chúng con thành kính cung thỉnh chư Tôn Đức, xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi cùng nhau bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho phakkhava buddhang phakkhavantang abhivademi. Suakato phakkhavata thammo thammang namassami. Suppatipanno phakkhavato savakka sangho sanghang namami. Namaturatanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, từ ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, ngài là thầy cả của chư thiên và nhân loại. Giáo pháp do Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng có công năng hướng thượng, có công năng ngăn trừ hoặc đoạn tuyệt được các căn bệnh phiền não. Những ai thực hành theo, ắt sẽ được sự lợi lạc. Tăng chúng là đệ tử của Đức Thế Tôn, các ngài đã đắc quả thánh hoặc còn phàm, các ngài thừa hành Như Lai sứ, tác Như Lai sự, là mô phạm của chúng sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân Đức Tam Bảo một cách tóm tắt này. Chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật Pháp. Tại room Pháp Quốc Kinh chuyên đề Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học đến câu kệ Pháp Cú số 111. Câu kệ này nằm trong phẩm Sahasawakka, phẩm ngàn. Được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, đề cập đến trưởng lão Kha Nú Côn Đanh Nhá. Kha Nú là gốc cây, Côn Đanh Nhá là cái tên. Côn Đanh Nhá, tàu âm đó, dịch âm đó là Kiều Trần Như. Nhưng mà chúng ta lại có một đại lão, một đại trưởng lão Kiều Trần Như ở trong nhóm năm vị Kiều Trần Như đó. Thì thành là nghe hơi nhỏ à, quý vị nghe có lớn không, xin thưa quý vị? Chứ chúng tôi thấy âm thanh cũng lớn lắm rồi đó.
Vậy mà có người nói vẫn nghe nhỏ nè, thì xin hỏi quý vị. Dạ nghe ok ha. Dạ như vậy đó thì xin mời đạo hữu Lady Pin Pin có thể chỉnh cái loa lên tí. Dạ, chúng tôi đã chỉnh cái mic lên chưa? Dạ rồi chúng ta tiếp tục. À, như vậy cái từ kha nú ở đây thêm vô đó để mình phân biệt được ngài đại trưởng lão Kiều Trần Như ở trong nhóm năm vị và ngài trưởng lão Kiều Trần Như này là khác. À, thì tương truyền rằng sau khi thọ thọ giáo một cái đề mục tu thiền nơi Đức Thế Tôn, à, bây giờ trưởng lão Kha Nút Côn Đanh Nhá này mới đi dạo trong rừng để hành sa môn pháp. Thì không bao lâu vị này đã thành tựu được cú cánh đời sống phạm hạnh, tức là đắc được quả vị A-la-hán. Thì vị này mới định bụng đó là đi để trình bạch lên Đức Thế Tôn cái thành quả tu tập của mình. À, nhưng mà vì từ khu rừng đó về chùa đó thì đường cũng tương đối xa, à, cho nên vì này đi một đoạn đó thì mệt mỏi, à, thành ra đó là mới định tìm một cái chỗ nghỉ ngơi chốc lát rồi đi tiếp. Thì thấy có một cái tảng đá bằng phẳng rất là đẹp, thích hợp để ngồi thiền định, cho nên đó là vị này mới đến đó tọa thiền để nghỉ ngơi. Cũng ngay khi đó thì có một nhóm cướp 500 tên. Nhóm này mới vừa vào ở trong một cái ngôi làng nọ, đánh cướp và vơ vét được rất là nhiều của cải. Mỗi một tên vác một túi. Trên đường đi ngang qua khu rừng đó thấy tảng đá bằng phẳng rất là đẹp. Và đồng thời những tên cướp này cũng cảm thấy mệt mỏi cho nên định nghỉ lại ở đó. Và cả 500 tên cướp đã đến đó để đồ đạc vô đó rồi nghỉ qua đêm. À, thì khi đó đó vị trưởng lão Côn Đanh Nhá này đang ngồi thiền. Nhưng mà mệt mỏi nè, rồi trong tối trong sáng thì các cái tên cướp này cứ nghĩ đó là một cái gốc cây thôi, chứ không có biết đó là một cái con người. Thì thành ra đó là cả 500 tên cướp để 500 bịch đồ lên người trưởng lão, lên người trưởng lão rồi ngủ đi. Đến sáng sáng ra thức dậy đó thì cả 500 tên cướp mạnh ai nấy lấy đồ của mình. Thì bất chợt lúc đó trời sáng rồi cho nên chúng nó mới thấy trưởng lão. À thì lúc bấy giờ đó chúng nó, mấy cái tên cướp này đó thì không có nghĩ đó là một người tu mà cho rằng đó là phi nhân, thành ra đó là kinh sợ, hốt hoảng bỏ chạy. À, thì trưởng lão thấy vậy đó mới bèn gọi lại, này các thiện nam đừng có sợ, ta là người xuất gia mà chứ đâu có phải là ma quỷ chi đâu. Thì bọn cướp nghe trưởng lão nói vậy cho nên mới quay lại. À, và lúc này đó bọn cướp mới khởi lên cái tâm kinh hãi sợ. Thì kinh hãi sợ ở đây đó mình hiểu đó là kinh hãi sợ phục đức độ của ngài. Ngài ngồi yên vậy đó mà cả 500 cái gói đồ để lên đó, ngài cũng không la, ngài không có nói, ngài không rằng gì cả. À, cái đức độ an nhiên tự tại đó mới khiến cho người ta khiếp đảm, khiến cho người ta sợ hãi, khiến cho người ta lông tóc dựng ngược. 500 tên cướp này khiếp hãi là như vậy. À, thì
thể hiện cái sự khiếp hãi đó bằng cách đó là 500 tên cướp này mới quỳ mọp xuống dưới chân ngài đó đảnh lễ xin sám hối. Bạch ngài đó là xin ngài từ bi hỷ xả tha tội cho chúng con, rồi chúng con tưởng ngài là một cái gốc cây. Thành ra đó là mới có những cái hành động đó là khiếm nhã như vậy. Được trưởng lão miễn tội. Thì bây giờ đó cái tên đầu đảng đó mới ngỏ lời đó là xin với ngài đó cho được xuất gia. Thì những tên khác, 499 tên khác thấy tên đầu đảng xin xuất gia cho nên cũng xin gia theo. Thì trưởng lão Kiều Trần Như này cho cả 500 tên cướp đó xuất gia. Từ đó về sau đó thì trưởng lão Côn Đanh Nhá này đó mới có một cái biệt hiệu nữa, có một cái biệt hiệu đó là trưởng lão Kiều Trần Như gốc cây. Và cái biệt hiệu mà ngài có đó đó là xuất phát ở đây, xuất phát từ cái câu chuyện. Sau khi cho tu xong rồi, trưởng lão mới dắt cả 500 người mới tu này đi về chùa ý kiến Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư hỏi: này Kiều Trần Như, thầy mới thu nhận được những đệ tử này phải không? Nghe Đức Thế Tôn hỏi vậy đó, trưởng lão Kiều Trần Như mới đem toàn bộ câu chuyện trình bạch lên Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn lúc đó đó ngài mới hỏi các cái vị sư kia đó, nói: này các sư, có đúng như vậy không? Thì các vị đó mới trả lời đó là: bạch ngài, đúng như vậy. Chúng con đã xuất gia với trưởng lão Kiều Trần Như vì chúng con chưa từng thấy ai đó có một cái thần lực, định lực giống như trưởng lão này cả. Cho nên đó là chúng con khâm phục cái đức độ, định lực đó của ngài mà đi theo ngài. Nghe vậy Đức Thế Tôn ngài mới dạy, ngài nói: này các sư, lúc trước đó các sư đã tạo cái nghiệp vô trí tuệ như thế, thì dầu có sống cả 100 năm cũng vô ích. Cái nghiệp vô trí tuệ tức là sống bằng cái đời sống trộm cướp trên xin thú gì. Thì sống như vậy đó, thì sống cả 100 năm, cả cuộc đời, cả nhiều cuộc đời đó, thì cũng không có cái lợi ích gì cả. Không bằng bây giờ chỉ sống một ngày thôi mà có đầy đủ trí tuệ, có tu hành thiền định đó, thì vẫn tốt hơn. Nói như vậy xong, ngài mới thuyết lên câu kệ: vô cháu quá sức sát tăng chi quê đúc bình nhô ất sát ma hi tô e ca hăng chi quý tăng xây vô bình nhá hoàn tá sát cha di nô. Câu kệ này được ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ 5 chữ. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tốt hơn sống 1 ngày có tuệ tu thiền định. Đồng thời khi nãy bà con chư Phật tử chúng ta cũng đã nghe chúng tôi chiết nghĩa từ vựng và phiên dịch văn suối. Rồi ở đây chúng tôi lại có một cái bản dịch của ngài Hòa Thượng Pháp Minh nữa, nên cũng xin được đọc để bà con chư Phật tử chúng ta tham khảo. Dầu cho sống cả 100 năm thiếu trí tuệ chẳng hành thâm pháp thiền, không bằng sống 1 ngày nguyên là có trí tuệ tu thiền nhất tâm. Và chúng ta học ở trong cái room này đó thì lại có thêm một bản dịch của ngài Hòa Thượng Giới Đức nữa. Thành ra đó là qua 4 bản dịch này, đây là 4 cái nguồn tham khảo để chúng ta hiểu hiểu rõ, hiểu sâu hơn ý nghĩa Đức Phật ngài dạy qua câu kệ Bali. Bây giờ chúng tôi mới xin được dùng cái sự hiểu biết của mình dựa trên cơ sở giáo lý của Đức Phật đó, để diễn giải cái câu kệ pháp cú này, hầu giúp bà con chư Phật tử chúng ta, những ai
có cái tri kiến tương đồng với chúng tôi, chúng ta có thể hiểu thấu được ý nghĩa chứa đựng ở trong cái câu kệ này. Rồi từ đó đó mà ứng dụng, áp dụng vào trong đời sống đó, thì chúng ta sẽ có được cái lợi lạc từ việc học pháp, nghe pháp, hành pháp. Vậy câu kệ này đó, Đức Thế Tôn Ngài dạy cho chúng ta cái gì, xin thưa quý vị? Cái nghĩa ngắn gọn, sâu xa của cái câu kệ này đó, đó là Ngài so sánh cho chúng ta biết. Dù cho chúng ta sống một cuộc đời, hai cuộc đời, 10 cuộc đời, 100 cuộc đời, 1.000 cuộc đời, hoặc là một A Tăng kỳ kiếp cuộc đời đi nữa đó, mà không có trí tuệ, tức là không có trí quán, vipassana ñana, không có trí quán, tức có nghĩa đó là không hiểu, không thấy được tính chất vô thường, khổ, vô ngã của pháp vũ vi, không có trí tuệ về nhân quả nghiệp báo, kammika ñana, là trí thấy rõ được thiện ác, thiện thì cho quả vui quả lành, ác cho quả khổ, không hiểu thấy, không biết, không tin như vậy, thì đó gọi là không có trí tuệ, không thành tựu được thánh đạo tuệ, mát ngã nhà nó, đó gọi là không có trí tuệ, không thành tựu được thánh quả tuệ, phá lạ nhà nó, thì đó được gọi là không có tuệ. Thì dù cho mình có sống bao lâu đi nữa, mà mình không có thành tựu được 4 loại trí tuệ này, 4 loại trí tuệ này đó là từ thấp lên cao, xin thưa quý vị. 2 cái loại trí đầu là trí về tam tướng, trí về nhân quả nghiệp báo. 2 loại trí đó là cơ sở, là nền tảng để thành tựu 2 loại trí sau, là trí đạo và trí quả. Thì ngay khi nào mà 4 loại trí này không phát khởi lên, thì lúc đó đổ về trước, tức là đổ về quá khứ, cái cách sống đó của mình đó là vô bổ, không có lợi ích gì cả. Đó là nói về không có trí tuệ. Rồi không có thiền định, Asamahito. Thì không có thiền định ở đây đó là không có cận định, Upachara Samadhi. Không có kiên cố định, không có vô lượng tâm định, tức là định ở trong tứ vô lượng tâm, không có thánh quả định, tức là định ở trong thiền quả, không có định diệt thọ tưởng, không có các cái loại định này nè. Hoặc là mình chưa làm cho khởi khởi sanh lên các cái loại định này, thì từ ngay lúc đó đổ về trước đó, xem như đời sống đó, đó là đời sống không có lợi ích gì, vô bổ. Vô bổ. Thì đó là ý nghĩa sâu xa và ngắn gọn nhất. Nhưng rồi từ ý nghĩa sâu xa ngắn gọn đó đó, mình diễn giải, mình hiểu cho nó rộng ra để nó phù hợp với căn cơ cá tính, trình độ đang huân tu của mình. Khi mà mình hiểu diễn giải rộng nó ra vậy đó, thì mình dựa vô cái duyên sự. Dựa vô cái duyên sự. Bây giờ chúng ta hiểu cái câu kệ này rộng rãi ra là như thế nào. Đầu tiên Đức Thế Tôn Ngài dạy, vô cho quá sơ tăng chi quê,
Dupanyo Samahito. Ai sống 100 năm ác tuệ không thiền định, tức là ai sống 100 năm mà không có trí tuệ, không có thiền định, thì sống 100 năm ở đây đó, mình hiểu đó, đây là một cái con số tượng trưng. 100 năm đây mình hiểu đó, có thể là một đời người. 100 năm ở đây mình cũng có thể hiểu đó là một khoảng của cuộc đời người. Tại sao chúng tôi nói đó là một khoảng của cuộc đời người? Một khoảng của cuộc đời người này đó, chúng ta dựa vào duyên. 500 tên cướp đó, xin thưa quý vị, khi mà gặp ngài Kiều Trần Như gốc cây đó, thì chúng ta hiểu đó, tuổi thọ của 500 kiếp này, 500 tên cướp này vẫn còn, chứ chưa có hết. Như vậy đó, thì 500 tên cướp này đó mới sống một khoảng thôi của tuổi thọ. Ví dụ như đó là 500 tên cướp đó có thể sống được 80 năm. Thì giả sử như lúc mà gặp ngài Kiều Trần Như này, 500 tên cướp đó 50 năm rồi, sống được 50 tuổi rồi. Thì cái khoảng khoảng cuộc đời của những người đó, đó là mới 50 năm, còn 30 năm còn lại. Rồi 100 năm ở đây đó, chúng ta lại còn hiểu nữa đó là gì? Là vòng luân hồi sanh tử của chúng ta từ lúc hiện tại đổ về quá khứ. Chúng ta phải hiểu cho nó rộng, cho nó xa vậy đó. Chứ không phải cái con số 100 năm ở đây đó là mình hiểu là khư khư đúng 100 năm. Không phải. Nếu hiểu vậy đó thì là có khi chúng ta rơi vào định kiến đó, xin thưa quý vị. Cho nên đó là cái con số 100 năm này mình thì hiểu đó là ước lệ thôi. Thành ra đó, khi nãy chúng tôi mới nói cái ý nghĩa sâu, ngắn gọn đó. Là 100 năm ở đây đó có nghĩa đó là từ cái thời điểm mà mình có thể có được trí tuệ, đổ về quá khứ. Đổ về quá khứ. Đó được xem là cái khoảng thời gian mà mình có thể ước lệ đó là 100 năm. Thì cái khoảng thời gian mà mình sống đó, nói chung là từ vô thủy luân hồi cho tới giờ này, mà sống bằng Dupanyo Asamahito là ác tuệ không thiền định. Thì ác tuệ không thiền định ở đây là sao? Ác tuệ mình hiểu đó là trí tuệ phục vụ cho việc ác. Không thiền định là tâm mình lao chao chạy vậy, phan duyên trần cảnh. Cho nên đó là trí tuệ ở đây mình phải hiểu đó là trí tuệ theo Phật giáo, chứ không phải là trí tuệ theo thế thường, theo đời thường. Vậy thì ác tuệ ở đây đó là nó ngược lại với là chánh tuệ hay là chánh trí. Vậy thì ác tuệ theo thông thường đời thường đó là như thế nào, xin thưa quý vị? Đó là một người sống mưu mô tính toán, mưu mô tính toán để tranh giành danh vật, hiện sự hơn thua. Đó chính là ác tuệ. Như duyên sự đó, thì là 500 tên cướp này nè, sống bằng cái nghề trộm cướp. Thì thử hỏi quý vị, sống bằng cái nghề trộm cướp đó, họ có phải tính toán không? Họ có phải mưu toan không? Họ có phải lên kế hoạch để làm sao đó ăn cướp ăn trộm cho nó trót lọt được không? Có. Cũng phải khôn khéo, khôn ngoan, tính toán làm sao đó để thực hiện các cái phi vụ trộm cướp đó, đó một cách trót lọt. Thì đó là ác tuệ. Thì ác tuệ đó thể hiện ở trong cái lĩnh vực là trộm cướp thôi. Nhưng mà còn ác tuệ này chúng ta lại hiểu rộng nó ra, nó thể hiện ở nhiều lĩnh vực khác nhau nữa. Là lương gạt, là phỉnh nịnh, là
lon cuối, vân vân, nhiều nhiều lĩnh vực. Thì ác tuệ đó đó là mưu toan, là tính toán, là để tranh giành, là để chiếm đoạt, là để thể hiện sự hứng thú. Rồi không thiền định. Thì không thiền định là sao? Không thiền định đó có nghĩa đó là tâm của mình đó phan duyên theo trần cảnh, chạy theo cái mình thích, chạy theo cái mình ghét. Cái gì mà nó hợp gu, hợp với sở thích của mình đó, thì mình chạy theo, chạy theo giống con thiêu thân vậy. Còn cái gì mà nó không có hợp gu, nó không có hợp sở thích, thì mình xua đuổi, là mình trốn chạy. Như vậy đó, dù cho chạy theo, dù cho xua đuổi đi nữa đó, thì cũng là gì? Mình sống nô lệ, mình sống lệ thuộc vào ngoại cảnh, phan duyên trần cảnh. Từ chuyên môn gọi là phan duyên trần cảnh. Đó, sống như vậy đó gọi là không có định tâm. Và khi mà sống không có định tâm vậy đó, thì dễ dàng dẫn đến đó là hoảng loạn, lo sợ, sợ sợ. Đủ thứ chuyện ở trên trời. Đó thì từ cái chỗ đó đó, cái bắt đầu chúng ta mới thấy đó là từ suốt ha, vô thủy luân hồi cho tới giờ nè, thì có phải đó là đối với phàm phu chúng ta đó, chúng tôi xin được nói phàm phu thôi, xin quý vị, phàm phu chúng ta đó, sống trong hai cái trạng thái này nhiều mà. Sống trong ác tuệ, sống trong không có thiền định vậy. Nhiều lắm, xin thưa quý vị. Và vì sống bằng ác tuệ, bằng không thiền định vậy, thì thành ra đó là mình mới vẫn còn luân hồi sanh tử triền miên khổ đau vậy nữa. Và sống luân hồi sanh tử triền miên khổ đau vậy đó, cho nên đó là mình không có thành tựu được một cái pháp thượng nhân nào cả. Mình không có thành tựu được một cái lợi ích gì có thể nói đó là tốt đẹp, là cao thượng. Do đó đó Đức Thế Tôn ngài mới nói đó, sống cho nhiều, sống cho lâu, mình có thể nói một từ nữa là sống cho nó dai đó, luân hồi cho nó dữ đó, mà chỉ sống bằng ác tuệ, sống bằng không có thiền định vậy đó, thì thôi bỏ đi. Sống một ngày thôi mà có tuệ, có thiền định, thì một ngày ở đây đó chúng ta cũng là hiểu nữa đó, đây cũng là một cái ước lệ. Một ngày này nè, chúng ta hiểu đó, có thể là một phần cuộc đời của mình, một phần của một ngày, và thậm chí đó một ngày đó đó chúng ta lại có thể hiểu nữa, đó là một sát na thôi. Đó là một sát na thôi. Cứ hễ khi nào mà có tuệ, có thiền định, tức là hễ khi nào mà sát na đạo nó sanh lên, thì ngay khi đó xem như đó là cuộc đời của mình đó có trí tuệ. Hễ khi nào mà sát na thánh quả siêu thế sanh lên, thì ngay khi đó đó xem như đó cuộc đời của mình có trí tuệ. Cứ hễ khi nào mà định ở trong thánh quả đó sanh lên, định ở trong diệt thọ tưởng sanh lên, thì ngay khi đó xem như mình có định, mình có được. Cứ hễ khi nào dù cho một sát na thôi mà cận định sanh lên, hay là kiên cố định sanh lên, hay là định vô lượng tâm sanh lên, thì ngay khi đó xem như mình có định. Sẽ xem như mình có định. Và
sát na định mà sanh lên được, thì kiên cố định có thể sanh lên được, vô lượng tâm định có thể sanh lên được, thánh quả định có thể sanh lên được, định diệt thọ tưởng có thể sanh lên được, có thể sanh lên được. Thì lúc đó đó, đời sống của mình đó mới thật sự đó là có giá trị, mới thật sự đó là có lợi. Tại sao có giá trị, tại sao có lợi? Vì rằng khi nào trí tuệ liên quan đến nhân quả nghiệp báo mà có xuất hiện ở trong mình đó, thì ngay khi đó đó mình sẽ hiểu rõ được về nhân quả nghiệp báo nè. Từ chỗ đó đó mà tam quý nó sanh lên, nó tăng trưởng, nó lớn mạnh. Ai mà có tam có quý thì người đó sẽ sợ hãi khi làm tội, người đó sẽ sợ hãi khi nói xấu nói ác. Và lớn mạnh hơn nữa đó, người đó cũng sẽ sợ hãi luôn khi mình sợ hãi luôn khổ tử sanh luân hồi, sợ hãi luôn khi mình còn cái thân ngũ quẩn này. Và khi mình còn cái thân ngũ quẩn rồi, trí tuệ về tam tướng vipassana nha, đó trí tuệ về quán, trí tuệ về tam tướng mà phát khởi lên, sanh khởi lên được, thì lúc đó đó người đó sẽ giảm dần đi cái tôi cái ta, người đó sẽ giảm dần đi cái sự ôm giữ chấp giữ đối với vạn vật. Và chỉ cần một chốc lát đó thôi, thưa quý vị, một chốc lát đó thôi thì nó quý báu vô cùng. Một chốc lát đó thôi khiến cho người đó đó đổi đời được. Ở trong cái bài kệ của ngài Ratthabala có một đoạn như thế này. Kiếp người mong manh như nhánh cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Bởi hiểu thế tôi đắp y cạo tóc, làm người tu vui đạo sống thanh bạch. Thấy vô thường khổ vô ngã là sao à? Là thấy ra vậy. Kiếp người này nó mong manh, nó dễ vỡ vậy. Bây giờ sống này không biết ngày mai nó có còn sống được không. Bây giờ sống nè, còn thở ra thở vô được nè, nhưng mà lát nó thở ra rồi nó không có thở vô đó, thì có còn sống được hay không? Nó mong manh vậy. Thấy ra được cái tính chất mong manh vậy đó. Cho nên ngài Ratthabala đó mới từ bỏ đi cái đời sống của một cậu ấm. Ngài Ratthabala đó là xuất thân ở trong dòng vòng tộc, từ bỏ đi đời sống của một cậu ấm, chấp nhận vui đạo sống thanh bằng, tức là chấp nhận sống đời sống đạo. Mà đời sống đạo ở đây là sao? Chấp nhận sống đời sống từ bỏ, chấp nhận sống đời sống khép mình vào trong khuôn khổ, chấp nhận sống đời sống có định, chấp nhận sống đời sống có tuệ, không tranh giành, không giành giật, không hơn thua, không hơn thua. Thì không tranh giành, không giành giật, không hơn thua, chấp nhận từ bỏ đi đời sống của cậu ấm, đồng nghĩa với việc đó là chấp nhận sống đời sống vô sản, chỉ với tam y quả bát thôi. Và khi mà sống đời sống với tam y quả bát thì ít ràng buộc hoặc là không có ràng buộc. Một đời sống mà ít ràng buộc hoặc không có ràng buộc thì đó mới là một cái đời sống an lạc, một đời sống cao thượng, một đời sống tối thượng. Chỉ cần hiểu ra vậy thôi, xin thưa quý vị. Hiểu ra được cái thân này nè, nó vô thường, nó tạm bợ vậy, thì cả vũ trụ này nè, nó cũng vô thường, nó tạm bợ vậy. Thì đó là có trí quán vipassana nha.
Thì nhờ có cái trí quán đó đó, nó làm nền tảng bắt đầu nó hỗ trợ gì này đó, thành tựu được cứu cánh của đệ tử. Chúng ta biết ngài Ratthabala rồi. Ngài Ratthabala đó là một bậc đại trưởng lão A La Hán lục thông tứ tuệ thông thức. Hoặc là như chúng ta có thể đọc nhớ cuộc đời của nhiều vị thánh, họ cũng trải qua cái giai đoạn giống vậy đó, xin thưa quý vị. Từ cái lúc đó mà trí tuệ thiền định phát sanh lên cho họ, đổ về sau này, từ cái lúc mà trí tuệ nè, thiền định chưa phát sanh cho họ đó, đổ về quá khứ đó, thì xem như đó là cái đời sống đó không thật sự có lợi, đời sống đó không thật sự có giá trị. Mãi cho đến nào trí tuệ phát sanh lên, thiền định phát sanh lên, thì lúc đó, đó mới xem như đời sống đó có ý nghĩa, đời sống đó, đó có lợi lạc. Và cái trí tuệ phát sanh lên cho họ, thiền định phát sanh lên cho họ, chúng ta thấy đó, nó không có phải là lâu. Và dĩ nhiên có những người cũng không phải là mau. Tùy thuộc vào cái sự quân tu, tùy thuộc vào cái sự tập luyện của mỗi người, để trí tuệ thiền định đó nó phát sanh lên mau hay là lâu. Như cái duyên sự của câu kệ này, 500 tên cướp. Và 500 tên cướp cảm phục cái định lực của trưởng lão Kiều Trần Như, cảm phục được cái đức độ giới hạnh lục căn thanh tịnh quay nghi tế hạnh đời thánh thiện thoát tục đó, đó. Cho nên đó là mới sinh xuất gia theo ngài. Nhưng mà thử hỏi quý vị nữa, ngay khi đó đó, cả 500 tên cướp đó, đó có thiền định chưa, có trí tuệ chưa? Chúng ta không có thiền nhãn thông, không có tha tâm thông, thành ra đó là mình không biết được 500 tên cướp sau khi xuất gia xong đó, có được vipassana ñana chưa, có được kammika ñana chưa, có được upacara samadhi chưa, chúng ta không biết. Nhưng mà trong duyên sự này nè, thì cho mình biết đó là cả 500 vị sư này nè chưa có thánh đạo tuệ, chưa có thánh quả tuệ. Tức có nghĩa đó là cả 500 vị sư này vẫn còn là, và cứ hễ mà còn phàm thì xin thưa quý vị đó, đời sống của phàm đó không có chắc chắn. Không có chắc chắn ở đây đó là không có chắc chắn về cái sự an lạc hạnh phúc. Vì rằng dầu cho mình có tu cỡ nào, dầu cho mình có phước cỡ nào mà mình vẫn còn phàm đó, thì cái nguy cơ bị đọa vẫn có. Giá nguy cơ bị đọa vẫn có. Cho đến khi nào đó mà mình trở thành bậc thánh, không còn đọa nữa, thì lúc đó đó mới thực sự an lạc. Mới có an lạc, xin thưa quý vị. Và đến khi nào mà vô dư ý niết bàn đó, thì lúc đó mới thực sự an lạc. Nhưng mà ở trong duyên sự này không cho mình biết cụ thể như vậy, mà chỉ cho mình biết là sau khi gặp Đức Thế Tôn, được Đức Thế Tôn thuyết cho cái câu kệ này, thì lúc bấy giờ đó 500 vị sư đó đó mới chứng đắc được đạo quả A La Hán. Tức là lúc đó đó 500 vị này mới có trí tuệ, mới có thiền định. Thì xem như từ lúc đó đổ về sau đó, đời sống của các vị này nè mới thật sự có trí tuệ, mới thật sự có thiền định. Dạ, mới thật sự có thiền định. Nhưng mà xin thưa quý vị, khi nãy chúng tôi nói với quý vị đó, trí tuệ này có tới 4 loại. Hai loại đầu nó làm nền tảng cơ sở để có hai loại sau. Nhưng mà vì rằng mình không có tha tâm thông, mình không có thiên nhãn thông, cho nên đó mình không hiểu được từ giai đoạn xuất gia cho đến khi gặp Đức Thế Tôn đó, thì những vị này có thật sự đó
có được hai loại trí đạo hay không, mình không biết. À, như vậy thì từ lúc mà chưa, trước khi gặp Đức Thế Tôn đổi về trước đó, đổi về trước đó, thì đời sống của các vị này đó, dù cho sống vô thủy luân hồi cho tới lúc đó luôn đó, thì đời sống của các vị này cũng không có thật sự là lợi ích, cũng không có thật sự là an lạc hạnh phúc lắm. Dạ, an lạc hạnh phúc. Nhưng mà ở đây đó, khi chúng ta học giáo lý của Đức Phật đó, thì chúng ta phải hiểu ra một, nhận ra, hiểu ra một điều. Nhân nào đó thì nó cho ra quả đó. Dạ, nhân nào nó cho ra quả đó. Muốn giác ngộ giải thoát thì mình phải gieo hạt Bồ Đề. Gieo hạt Bồ Đề thì mình mới có được kết quả Bồ Đề. Điều đó có nghĩa rằng là 500 vị sư này nè, trong quá khứ cũng đã từng gieo hạt Bồ Đề. Và cái hạt Bồ Đề đó, nó đến thời kỳ trổ quả, cho nên khiến cho 500 vị này mới gặp được trưởng lão Kiều Trần Như. Từ chỗ gặp được trưởng lão Kiều Trần Như, 500 vị này mới gặp được Đức Phật. Từ chỗ gặp được Đức Phật thì bắt đầu đó, trí tuệ, thiền định mới phát sanh lên cho 500 vị này. Thì qua đây đó, chúng ta mới rút ra một cái bài học cho bản thân của mình. Muốn có trí tuệ, muốn có thiền định, thì tự bản thân của mỗi mỗi chúng ta đó đều phải gieo. Khi nào chúng ta sống bằng ác tuệ, tức là không có phân biệt được rõ ràng thiện ác, không có thấy rõ ra được pháp hữu vi đó là vô thường, khổ, vô ngã, thì ngay khi đó đó là mình không có trí tuệ. Sống mà chạy theo cảnh, sống mà ganh tị nè, đua đòi nè, đòi hỏi, thì khi đó mình không có định. Dạ, mình không có định. Và với ai sống lúc nào, thời gian nào, kiếp nào mà không định, không có tuệ vậy đó, thì xem như không có lợi lạc, không có lợi ích, không có hạnh phúc. Thành thứ ra đó, mình học giáo lý rồi thì bây giờ mình phải tập lúc nào cũng nên có trí tuệ, có thiền định. Tức là làm cái gì, nói cái gì cũng phải dựa trên cái cơ sở của nhân quả nghiệp báo. Làm cái gì, nói cái gì cũng phải dựa trên cơ sở của tam tướng vô thường, khổ, vô ngã vậy đó. Thì ngay khi đó đó là mình gieo hạt giống Bồ Đề, gieo hạt giống Bồ Đề. Và hội đủ duyên lành thì hạt giống Bồ Đề này sẽ cho quả Bồ Đề. Chúng ta muốn gặp Phật, muốn gặp Pháp, muốn gặp Thánh chúng, thì buộc lòng chúng ta phải tập sống một cái đời sống gần với Thánh chúng, một cái đời sống gần với chánh pháp, một cái đời sống gần với Phật. Thì lúc đó mình mới có cái cơ hội được gặp Phật, Pháp, Thánh chúng. Và lúc đó trí tuệ mới phát sanh lên cho mình, thiền định mới phát sanh lên cho mình. Ước mong tất cả chúng ta sẽ thành tựu được trí tuệ, thành tựu được thiền định trong một ngày sớm nhất. Chúng tôi xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 111 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư Tôn Đức, cầu mong các ngài được an vui trong đời sống phàm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong phước báo và chư thiên hộ trì toàn thể quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo khác xin được hồi hướng đến chư thiên trong ba cõi, nhất là các vị có đại quy lực, đại thần lực, chư thiên ngự tại chùa chúng tôi đang ở, chùa chư tăng ni ở trong sinh hoạt trong room pháp cú đang ở, chư thiên ngự tại nhà của tất cả chư Phật tử, cầu mong các ngài tùy với phần phước này để được an lễ cảnh giới chư thiên. Rồi xin các ngài hộ trì chúng sanh được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá.
sa thốt sa thốt lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã từ bi thuyết giảng cho chúng con bài hôm nay, và con xin hồi hướng sau khi thính pháp ạ. Ya de wa ta sang ti vi ha wa ra wa si ni tu be ga re bồ thi ga re ta hình ta tham ma đa ne.